Xin chào cả nhà. Hôm nay anh quen chồng của Ti đi ra ngoài mua cơm cho các thành viên ở trong máy ấm ăn trưa. Thì lúc mà ảnh quay về thì ảnh thấy có một cái giỏ người ta để ở cắp mé sông, ngay ở ngoài đầu cầu á, khúc mà đi vô máy ấm. Anh nghe thấy có tiếng kêu của những cái em cún con. Anh dừng lại và anh nhìn thấy, đúng rồi cô chú và anh chị, ở trong đó có năm em cún nhỏ xíu ở cả nhà. Không biết nó ai mang đến bỏ ngay cái đầu cầu như vậy á, cặp mé sông luôn. Thực sự Ti suy nghĩ là không biết người ta tính mang đến đây để làm gì nữa. Tính thả phóng sanh hay sao? Khu vực này á, Ti thấy người ta hay mua chim, mua cá để thả phóng sanh nhiều lắm cô chú và anh chị. Nhưng á, cá thì có thể bơi, chim có thể bay đi nơi khác được để kiếm sống. Còn những em chó mèo con như thế này, nếu mà thả xuống sông thì sao các con sống được đây? Không biết đây là thả phóng sanh hay là hại cho các con không sống nổi nữa cả nhà. Và tôi cũng thấy có rất là nhiều người luôn hay mang những cái em chó mèo con nó đem thả vào chùa lắm. Mà theo tôi biết đó, thì ở chùa người ta đâu có nuôi nhiều được đâu. Không biết làm sao á mà mang các con vào chùa thả ăn chi nữa cả nhà mình. Tội nghiệp cho các con lắm. Bởi vậy á, tôi mong rằng á, mọi người suy nghĩ lại đi. Lúc mà kêu á, là chị sẻn cho các em chó mèo thì nói là thôi thôi, như vậy là ác lắm, như vậy là không nên, nhờ sợ kiếp sau con cháu nhà mình sinh ra bị BD, bị ô môi, bị làm thái giám này nọ đó, rồi để cho các bé nó sống tự nhiên như vậy và đến lúc mà nuôi không được á, thì bỏ các con sống chết mặc bay, lúc đó là không biết ai ác hơn ai nữa đó. Bao nhiêu lần á, tia đã từng bị chửi về vấn đề này rồi. Trời ơi, còn nhắn tin chửi mình luôn. Cái đồ quỷ sứ, tụi bay không có sinh đẻ được, rồi tụi bay chia sẻ cho tụi nó không được sinh đẻ hay sao? Đó, nhưng mà cả nhà mình thấy nè, đây là những em cún nè, chắc là ở gia đình người ta đó, đẻ ra nhiều quá, người ta nuôi không được rồi, người ta mang ra bờ sông, người ta bỏ đó cô chú và anh chị. Tội nghiệp các con quá à. Mong sao sẽ có người phụ nhận nuôi giúp với máy ấm TT chia bớt cái gánh nặng này ha cô chú và anh chị. Cảm ơn cả nhà đã nghe những gì TT chia sẻ. Hy vọng là tương lai các con nó sẽ có được những cái điều tốt đẹp hơn. Rất là hy vọng chủ nuôi của các em có ý thức cao hơn về việc kế hoạch hóa cho những em cún mèo mà gia đình mình đang cưu mang hay nuôi dưỡng ha cả nhà. Kính chúc quý khán giả và mọi người bình an, hạnh phúc trong ngày mới ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nghe những gì Ti chia sẻ cùng cả nhà.